Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, luôn sống trong bố thí, trì giới ba la mật đa, cho đến khi chưa đạt được địa vị bất thối chuyển, thì trong tất cả thời gian đó không đọa vào đường ác. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi chưa đạt được địa vị bất thối chuyển, không bao giờ lìa bỏ 10 thiện nghiệp đạo. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát an trụ trong bố thí trì giới ba la mật đa, làm chuyển luân vương có đầy đủ oai đức lớn, thường đem của cải quý báu ra bố thí cho hữu tình, giúp họ sống theo 10 thiện nghiệp đạo. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát tu học bố thí trì giới ba la mật đa, có hơn 100.000 phước báo của chuyển luân vương, nhờ đây mà Đại Bồ Tát ấy gặp vô lượng 100.000 chư Phật Thế Tôn để cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, không bao giờ bỏ qua. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát an trụ vào 6 pháp ba la mật đa, thường vì hữu tình làm cho chánh pháp chiếu sáng, không bao giờ xa lìa ánh sáng Phật Pháp. Như vậy lần lượt cho đến khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà mình mong cầu, Xá Lợi Tử do nhân duyên này mà Đại Bồ Tát ấy luôn làm phát triển các Phật Pháp. Cho nên này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên tạo tội từ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sao gọi là tội từ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy, những gì là thân, do thân này mà ta tạo nghiệp về thân, những gì là ngữ, do lời nói này mà ta tạo ngữ nghiệp, những gì là ý, do ý này mà ta tạo ra ý nghiệp. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là tội từ thân, khẩu, ý nghiệp. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, không có thân và nghiệp của thân, không có ngữ và nghiệp của ngữ, không có ý và nghiệp của ý.